Ok anh em ơi, thì có tin vui anh em, đó thì còn mấy ngày nữa là đến Tết rồi anh em. Thì cái shop của mình nó đang giảm giá tặng 80% tất cả các dòng quay để cho anh em có thật là nhiều kim cương để ăn Tết nha anh em. Chỉ với 19k 20k thôi, anh em có cơ hội trúng 19.999 kim cương luôn. Thì đường link mình sẽ để trong phần mô tả và bình luận bên dưới để cho anh em vô tham khảo nha. Chơi đi, chơi đi, yếu nhiễu lấy sợ em, mỗi mấy tháng em 5 triệu xong. Chơi luôn, trời hỏi mày tao chùm iPad mà tao sợ mày hả? Vô vô luôn anh em, thì bây giờ anh em cùng thống với mình nha. Ok anh em ơi, thì hôm nay á thằng Bình nó chưa phục mình anh em. Đó thì nó hết tiền rồi. Hôm nay nó qua nó gã mình solo kèo iPhone 12 luôn. Mà cái này iPhone 12 là tới 40 củ luôn á nha, hô là không có khóc nha. Trời trời, nghĩ sao cái mặt anh khóc vậy? Ok anh em, thì hôm nay nó tiếp tục nó solo iPad với tụi nha anh em. Thì anh em thấy hay anh em nhớ cho tôi xin một like, một lượt đăng ký tên để tôi đạt 600k sub nha. Ok anh em ơi, bây giờ nè Bình ơi, là Bình mày chưa biết tin là quý 11 ngờ là bắt tử hả? Bình bắn hơi bị đỉnh cao nha, hổm ngày là tao lên đồng rồi. Trời trời, nghĩ sao mà em hô một lần chứ không lẽ hô lần hai. Trời nói okay. Tao qua em luyện tập dữ lắm, luyện tập rồi. Anh hỏi mấy anh em của anh ơi, nhân gồm với thằng heo với lại anh Di bồ gồn này, hôm qua em chân 4, chân 3, ngóc hết trơn kìa. Đù, hôm qua giờ là nó tập luyện cho anh em, đó. Mà chắc nghi anh em ơi, cái thằng Bình này nè, nó hả con tép nó bắt con tôm của anh em. Má nó hụt có 5 triệu rồi, hôm nay nó qua nó gã kèo mình solo iPhone 12 nó thắng rồi, nó được 40 củ luôn anh em. Đó, từ từ. Xin cái tuổi quý luôn, quý ơi. Từ từ anh em ơi, mình vẫn chưa quen cái iPhone, cái iPad này lắm anh em ơi. Mình chỉ giống như là kiểu kéo tâm thôi anh em hiểu không? Chứ mình hơi tát tay, mình chưa quen lắm. Rồi, ngay đây, em hét chọn luôn nè, ngay đây. Trời ơi, trời nhém nữa là mình bay mẫu rồi. Từ anh em ơi, từ bình tĩnh, cái gì cũng phải bình tĩnh. Thì còn bên phải anh em á là cái hát tay của thằng Bình nha anh em. Đó. Ôi anh Quý rồi ơi, không phải cũng đầu ta. Hôm qua luyện tập bắn ghê đó mà ta, bắn full đỏ sao giờ bắn kỳ vậy. Trời ơi, một phát một bay. Dạ gì chạm lấy hô iPhone 12. Thôi sao mà anh em, chỉ là cái kèo này là tôi ăn chắc rồi anh em ơi. Đó thì anh em thấy cái hao tác tay của thằng Bình á, thì anh em có thể anh em học hỏi nó thêm nha. Mẹ nó thằng đồng quanh sót Việt Nam đó anh em. Đó thì solo với mấy thằng này nè, mấy thằng này nó bắn khủng bố lên anh em. Thì anh em phải tập trung cao độ nha. Trời kỳ này anh Quý mất cái iPhone 12 với em mà. Mất cái iPhone 12 là không khóc nha. Trời ơi mày nghĩ sao vậy, tao mất thì tao mát mẹ thôi. Trời ơi trời chơi kỳ cục. Còn mẹ có kiếm em mà sao. Chứ mày hả con tép mày bắt con tôm mà. Mày thua có 5 triệu mà hôm nay mày qua mày gã kèo solo iPhone 12 nữa. Rồi thôi xong luôn á Bình ơi. Mất cái iPhone 12 chuẩn bị mất cái nơi nè. Nó nét mũ nè, cái đây. Ê, từ bình tĩnh cho anh bơm máu cái cưng. Ok cho anh bơm máu cái cưng. Thì anh em thấy hao tắt tay của ông Bình không anh em? Má nó kinh khủng vãi cả lình luôn. Ok, cái gì nó cũng phải bình tĩnh nha anh em. Đó, bây giờ nó lú đầu ra tôi quất một cái đụng vô cái đầu nó nè. Tuổi. Trời ơi, nét mũ nữa nghe, nét mũ nữa nha. Ok. Quý gung rồi, quý gung rồi vậy. Mày đâu rồi, tao đặt cái dòng Ronaldo của tao vô nè con. Ủa, em lại như bắn chú em sợ á. Bây giờ phải từ từ anh em ơi, để tôi bơm máu cái má mấy thằng này nó chạy dữ quá. Từ từ anh em ơi, tôi phải one shot nó cho anh em coi nè nha. Hét cái chọt nè nha anh em. Đó, bình tĩnh. Thì nhiều anh em nói là mình gờ quân đoàn á anh em. Đó thì tôi đâu gờ đâu anh em. Đó tại vì tôi chỉ đổi tên á, tôi giống như là tôi bắn giải thôi anh em. Đó. Giải tôi anh em, BQ là Bình Quý đó mọi người. BQ là Bình Quý nha anh em. Đó thì hôm nay nè, Bình Quý sẽ hạ gục thằng Bình quần què nè anh em. Trời ơi, anh em thấy chưa, anh em bắn nó, anh em đâu làm được gì đâu anh em vừa bắn nó thôi là cái đầu của anh em mất tiêu rồi. Má cái tụi này nó bắn kinh khủng cái cỡ đó luôn anh em. Trời
Trời, không biết cái trình độ của anh đang cảnh giới như em chưa nữa. Giờ này bắn ra đạn là toàn màu đỏ không biết sao nữa. Ra đạn là toàn màu đỏ không hả? Ờ. Thôi xong rồi, đường nào nó cũng... Mà nó chứ bây giờ anh em phải like cho tôi để tôi có động lực tôi lấy cái iPhone 12 của nó anh em ơi. Anh nghĩ sao vậy? Anh chuẩn bị đưa cái iPhone 12 của em đi. Ok anh em ơi. Em sắp nè, chào chào cái nào. Ok, ok, bắn tim okay, cái. Ok, bắn tim cái nào. Ok, đắp cái nè. Đậu sao anh đánh mình cái mắt 150 máu. Má mày được lắm Bình ơi. Anh em nhìn cho kỹ nè nha. Anh bơm chưa? Anh bơm đi. Không, anh mày bồ bồ lấy dơ không cần bơm luôn. Ghê giống nội. Đây đây, anh đi ra đây. Ôi. Quý rồi, từ từ anh em ơi. Cái gì nó cũng phải bình tĩnh anh em. Cái iPhone 12 tới 40 triệu luôn đó chứ không có giỡn được anh em hiểu không? Rồi bật cái vòng luôn ghê giống nội. Bơm máu đi. Anh quý chơi mấy chiêu ghê quá à. Từ từ mình phải bắn bằng cái đầu cho anh em chứ bắn thường thường là xong cuộc tình em ơi luôn á. Nha, đi đây. Ê, cái vòng. Vòng khúc này. Mẹ cái vòng. What the hell? Chào 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 mình thắt anh em ơi. Mình bắn đại nó cũng vô đầu nữa. Cái gì vậy trời? 2-1 nghiêng về quý 11 ngón. Thì hôm nay á cái iPhone 12 đâu rồi? Cái iPhone 12 nè. Đó, cái iPhone 12 này của nó nha anh em. Ôi mà. Ok. Tao cho mày khỏi xài điện thoại trong vòng 1 tuần luôn. Đậu xanh mày. Mày tưởng đâu là mày bờ gồ laser lắm hả Bình? Mày qua mày gạ tao solo. Thôi xong. Cho kêu với to đi. Thôi tao không biết đâu. Bây giờ tôi không biết. Bây giờ không có anh em gì hết trơn. Có 40 triệu chứ không phải anh em. 40 triệu anh em biết là trời ơi là mấy chục năm trời mới được 40 triệu đó anh em. Trời, mày mua nữa trời, bữa mua 5 triệu mà. Mày hả con tép mày bắt con tôm mày nói đại đi. Rồi rồi. Từ từ anh em ơi. Rồi tâm lý là ha, cho anh bơm máu cái trời chưa chơi mình bay cái mũ rồi kìa anh em. Mẹ anh em nhìn nó múa kìa anh em thấy không. Mẹ cay lắm, ok. Tao cho mày múa tới thành phố Mỹ luôn, mày còn chưa ăn nổi của tao nữa. Bình ơi. Sao vậy, anh bị mất cái mà miền 2 đến bây giờ. Ok. Rồi anh bắn chưa, anh ra đây, kém nát cái đầu luôn nè. Đâu rồi. Nè nè. Mày đâu rồi? Trời trời, nghĩ sao mày mất em vậy? Em chấp anh 2 cây luôn á, 1 cây 1 chí anh luôn. Nghe đây. Ghê vậy? Ê, ồ, bật cái vòng ghê quá. Bậy rồi anh ơi. Mẹ, mỗi lần quý bật cái vòng cũng ghê quá. Mẹ, cái vòng của tôi là xài thường thuật cái Ronaldo rồi đó nha. Yeah. Cái gì vậy trời, bắn gì kỳ vậy? Lỗi anh Quý ơi, bắn lên đầu đi. Từ anh em ơi. Trời ơi, xin cái tuổi luôn. Mẹ, mình cầm lộn cái cool mình bắn đó anh em. Thôi, không lý do, anh chuẩn bị đưa em iPhone 12 đi. Trời ơi, không lý do nghe. Từ từ anh em ơi, từ từ. Bây giờ one shot nàng nhóc. Trời luôn. Ok, ok, bây giờ tôi sẽ one shot cho anh em coi nha. Ủa, là mất cái iPhone 12 là không có khóc nha. Ủa, hai điều mà mày gáy cái gì? Hết gáy gì được không? Anh bị hùa nữa bây giờ nè. Ok, bây giờ tôi sẽ cho nó hùa luôn nha anh em. Đó, thì hồi anh em nè, anh em nhìn khúc cuối nè, anh em nhìn cái bản mặt của nó nè nha. Ờ, nghĩ sao vậy? Anh chuẩn bị thấy cái bản mặt của anh khóc tới nơi bây giờ nè. Mày được lắm. Mày được lắm Bình ơi. Mày đâu rồi? Rồi, em đang lên. Từ từ nghe, không bắn nghe. Đang lên nha. Lời này cưng. Ok luôn. Đường nào mày cũng hùa anh hết trơn á. Nghĩ sao vậy? Em quan sợ mày bạc thương bây giờ tin không? Anh ôi ghê giống nào thôi bắt tình bắn chơi vậy cày thế anh em xong cuộc tình em ơi rồi chỉ bị mất cái điện thoại rồi mé cày thế trời trời 2-3 rồi anh em ơi em nói rồi anh chỉ bị mất cái điện thoại thôi solo cây vét to nè thôi anh mua cây vét to rồi anh mày không biết anh mày quan sợ không có lợi mày rồi ok luôn vét to luôn ok anh em ơi má thằng này quỷ dịch này nó bắn dữ quá anh em ơi em nói rồi tối hôm qua đi giờ em lệ dữ lắm lệ rồi cái gì lại đâu lệ dữ lắm liền đó hả mà hôm nay mày mắc cái iPhone 12 là mày xác định mày rồi anh nghĩ sao vậy anh chỉ mày mất cái iPhone 12 tới nơi bây giờ nè má nó bắn mình 2-3 luôn kìa anh em nó lật kèo luôn kìa anh em lật chứ trời ơi từ 1-1-1-2-2-3-3-2 luôn ơi hai cái dòng cây nha anh em thấy không anh em thấy tôi dùng cái con Ronaldo đỉnh cao không bây giờ solo one shot mày trời ok bây giờ solo 5 viên nè solo one shot 5 viên nè rồi ok luôn em chịu anh luôn bây giờ là bắn hết sức nha rồi một chặng này là 40 triệu nè anh em
40 triệu nha, 40 triệu nha anh em. Mình ơi, mình có lắm mình ơi, đừng có lấy hôi lắm mình ơi, về mẹ đánh tát đánh đấy. Trời, 40 triệu là lần này là 40 triệu nha anh em. Trời, xin cái tuổi luôn. Đậu xanh bây giờ đó giờ tôi chưa solo M1014 cho anh em coi phải không? Thì hôm nay á tôi sẽ solo M1014 cho anh em coi. Anh chưa biết em du lịch trải qua số Việt Nam bằng 1014 hả? À? Cái gì mà ghê vậy ông nội? Trời, đó giờ rồi, cái đây. Ôi, con giáp như ông nội. Trời ơi, tao có bắn vượt chúng mày cái gì đâu mà giáp. Em nói em bắn giáp. Từ anh em ơi, tôi bơm máu cái anh em. Bây giờ nè, anh em nhìn tôi qua nè, tôi quấn một cái đụng vô cái đầu nó cho anh em coi nè. Bể đậu nè anh em ơi, nó quýu giá chân rồi. Ok. Bình ơi là Bình, thì hôm nay á mày gặp anh mày á thì mày cũng xác định rồi phải không? Mày cũng biết rồi phải không? Cắn nha. Trời ơi, mình không cầm súng kìa anh em. Bây giờ mình lạng cho anh em coi. Từ bình tĩnh. Em bắn quạt bên đầu ta, căng quá nha. Từ iPhone 12, má mình còn có mấy máu à. Từ anh em ơi, máy gung quá. Anh này bơm máu cái coi. Từ à, trời ba điều mà nó còn như vậy nữa là sao mình bắn anh em, má gung vãi cái linh. Má gung ta ơi. Ê. Trời ơi, trời gì căng vậy trời. Ngoại dù hành động ghê quá. Ôi bắn đầu. Không, ta không biết đâu. Đó, nhưng mà em bắn đầu rồi. Bắn đầu hả? Ờ. Thấy sợ không? Thôi, sao? Nhưng mà anh thua rồi đúng không? Anh thua. Đúng chưa? Mà giao đấu của anh sọt đâu. Nhưng mà quan sọt mà. Ok anh em ơi, thì hôm nay á thằng Bình nó qua nó gỡ kèo, nó đem iPad qua nó solo với mình anh em. Thì hôm qua nó hả ăn tép nó bắt tôm anh em, nó thua có 5 triệu à. Mà bây giờ nó ăn tặng 40 triệu luôn. Bây giờ không mẹ này ổn chơi thiệt, chơi kèo thiệt hay vậy? Chúng nó giỡn thôi. Mình lần cuối đi. Má thì một hồi là mình sẽ reset mình đưa cho nó nha anh em. Nó chứ chơi kèo thua là phải chịu cho anh em. Ok không? Ngày mai anh mày sẽ gỡ kèo nữa. Ôi trời, anh em gì nè. Trời ơi, hai cái ôm gì hai luôn. Thì ngày mai là tôi sẽ gỡ kèo nữa nha anh em. Đó thì anh em thấy hai anh em nhớ cho tôi xin một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Bye bye anh em. Gầy thế.